Thì bây giờ có một câu hỏi nữa, tôi nghĩ câu hỏi này chắc là chị Hạnh trả lời có lẽ là sẽ phù hợp hơn. Tức là mọi người trong này có một bạn, bạn ấy hỏi rằng có phải là vì việc áp đặt cái nền giáo dục Việt Nam ấy thì đã làm cho cái chữ quốc ngữ ở Việt Nam phát triển và làm cho người dân quên đi cái giai đoạn lịch sử trước đấy của mình hay không? Chị Hạnh có thể cho biết ý kiến được không? Cá nhân tôi thì nghĩ là vì là câu hỏi có phải mà thì cá nhân tôi thì cho rằng là điều đó nó không hoàn toàn là đúng. Nó chỉ có một ý nhỏ về tại sao đó là cái câu chuyện mà tại sao cô tôi quay trở lại cái ý của tôi lúc nãy, và tôi lại muốn vì là chị Hoàng Anh thì không không nói tôi trả lời, nhưng tôi lại muốn trả lời một chút về câu hỏi lúc nãy của cái bạn gì mà hỏi có phải là bị tác động không ấy. Tôi thì nghĩ là nó có bị tác động đấy. Và tôi hiểu cái câu hỏi của bạn ấy theo một cách là tôi cho bạn ấy có muốn xem là trong tất cả những chính sách mà giáo dục Pháp thực hiện ở Việt Nam thì liệu nó có bị ảnh hưởng bởi cái chính cái giáo dục nho học không. Tôi cá nhân tôi cho rằng là có đấy, có là bởi vì sao, cho nên tôi gọi là nó bị động bởi vì thế. Có là bởi vì là cái nhận thức đầu tiên của Pháp ấy là họ cho rằng là cái điều này chị Phương rất là viết rất là trong rất kỹ trong sách, nếu các anh chị có đọc, tức là họ đầu tiên họ cho rằng là chúng ta cứ áp đặt giáo dục bằng chữ quốc ngữ và chữ tiếng Pháp và cứ dạy đi và sẽ chắc chắn sẽ đào tạo ra được một nhóm người giỏi, và đầu tiên là thông ngôn sẽ là đào tạo một nhóm người giỏi như thế. Họ nghĩ điều đó là bởi vì này, nói người Pháp, không biết là chị Phương giờ ở Pháp rồi thì có đồng ý với tôi không, nhưng mà người Pháp thực sự sau mà cái thời họ khai phá để họ xâm lược Việt Nam, họ ngây thơ, thế thì tôi phải đặt cái từ ngây thơ hoặc kép, họ nhầm lẫn hết thứ này đến thứ khác. Cá nhân tôi cho rằng như thế. Bây giờ bình tĩnh nhìn lại, họ nhầm từ việc là cứ đánh Nam Kỳ đi rồi từ Nam Kỳ qua đường sông Mê Công thì qua Trung Quốc dễ lắm. Họ nhầm từ câu chuyện về mặt địa lý, mặc dù trước đó thì đã có rất nhiều các giáo sĩ, các nhà thám hiểm, các nhà địa lý, đúng không? Điều đó để thấy là lịch sử vô cùng khôn lường lắm, không thể nói được là họ biết chắc cái điều gì. Họ nhầm lẫn điều thứ hai, tôi nghĩ là như như lúc nãy trong cái phát biểu của anh Tuấn lúc trước có nói ấy, khởi đầu của họ đã sai lầm ở chỗ họ nghĩ thế này này. Cái chữ Hán ấy là khiến cho người ta khó tiếp thu lắm, cho nên cái việc mà trì trệ ở ở ở Việt Nam ấy là do học chữ Hán. Họ suy nghĩ như thế bởi vì điều này nó có được trong một cuốn sách mà cũng do Omega xuất bản, là cuốn Những Người An Nam ấy ở Paris. Anh chị đọc thì sẽ thấy là bản thân những người trí thức Việt Nam họ viết cái điều đó. Và vì người Pháp nghĩ như thế cho nên đầu tiên những cái nhà thuộc địa đầu tiên họ đến Nam Kỳ mà như chị Phương viết ấy, là họ họ dạy dạy tiếng Pháp, dạy chữ quốc ngữ, và họ bảo là hãy dạy một cái tầng lớp nhỏ như thế thành thông ngôn. Thế nhưng mà trên thực tế thì kết quả không được như mong muốn. Thông ngôn thì chẳng ra thông ngôn, và cái điều mà thông ngôn mà không ra thông ngôn ấy thì đã được viết rất nhiều cuốn sách rồi. Không đúng như kỳ vọng của họ. Và điều đó thì họ không nhận ra một điều là giáo dục khoa bảng ấy, hay là nó giáo dục và Hán học ấy, nó là một thứ mà đã ăn sâu ngàn đời ở phía Việt Nam. Và cái đặc thù của giáo dục khoa bảng hay giáo dục nho học thì nó khác với đặc thù của giáo dục Tây học. Cho nên sau này nó mới hình thành một cái tầng lớp mà trong sách của chị Phương là viết là những người thoát hạng ấy. Tội của họ thoát hạng tức là họ có những thứ tư duy rất là tiêu cực, là không phải bởi vì lỗi của họ đâu, là bởi vì giáo dục Hán học là ngàn đời là quy mặc định người ta là học chữ nào biết chữ đấy và dạy cho người ta trở thành một thứ mà trong giáo dục đó người ta vẽ ra. Sau đó giáo dục Tây học thì đưa một thứ mà ở đó khác rất nhiều với giáo dục Hán học. Nó khiến cho người học ấy họ sẽ bị ngỡ ngàng trước hết về mặt tư duy nhận thức, và đương nhiên cái điều đó nó đưa đến kết quả rất trớ trêu. Chúng ta biết là nó được thể hiện thông qua những hình ảnh con người mô tả vô cùng là nực cười trong gọi Thì là số đỏ, đúng không? Thế thì có thể thấy là tôi cho rằng là thứ nhất là nó bị tác động một cách bị động, và thứ hai là việc nó áp đặt chữ quốc ngữ nó thực sự không mang lại những thứ mà như nó mong muốn, nó làm người ta quên quá khứ hay là nó làm người ta mất đi yếu tố văn hóa không ạ? Thậm chí cái chính sách áp đặt hơi khắc nghiệt lúc đầu của Pháp nó lại khiến một cái sự gọi là tác dụng ngược ở chỗ, khi anh đã áp đặt vào tôi và lúc đó thì yếu tố tinh thần dân tộc lại trỗi dậy hơn khi mà chỉ cần bằng không áp đặt mà áp dụng một chính sách gọi là sức mạnh mềm. Thì cá nhân tôi cho rằng là cái điều đó nó không hoàn toàn chính xác. Vâng. Dạ vâng. À, một khán giả khác lại có hỏi một câu là như chị Phương nói về cái quá trình xây dựng cái hệ thống giáo dục ở Pháp ý, thì không biết là thời đó học phí như thế nào và người trung lưu với lại người nghèo có cơ hội được tham gia giáo dục hay không? Vâng, về con số học phí thì bây giờ đưa ra con số là bao nhiêu đồng đồng Đông Dương ấy, tôi là cái Chị khái nói niệm vâng, TIA tôi thì thực sự là tôi không không không
không có, bây giờ trong đầu không thể bật ra được. Nhưng mà nếu đã là trường trường công ấy, tức là trường Pháp bản xứ ấy, cái hệ Pháp bản xứ ấy, thì là miễn phí, đấy là miễn phí. Thế còn nếu như bạn vào học trường Pháp mà dành cho người Pháp, là ví dụ như những trường như Yaksa ở Đà Lạt, Chaslulo Ba ở Sài Gòn, hay là Albert Sahu ở Hà Nội, thì bạn đương nhiên là bạn sẽ phải đóng phí. Tuy nhiên ở đây nó có một cái đặc thù của nước Pháp là gì? Trong đi học thời đó có hai loại phí, gọi là học phí và những phí phụ trội, ví dụ như là ở lại căng tin, tức là y như bây giờ ấy, thì cái học phí, cái tiền đi học nó sẽ ít hơn những cái gọi là những cái phí khác. Thế thì theo như tôi trong những cuộc phỏng vấn với những cựu học sinh mà ở cái giai đoạn thập niên 40, 20 và 30 thì tôi không còn có thể nào gặp lại được, thì các cụ nói rằng nói chung ý, là cũng phải là gia đình trung lưu và ở các thành phố lớn. Còn ví dụ như ở những cái thủ phủ thời đấy hay gọi những thủ phủ, ví dụ ở Nam Định vân vân vân, thì là cũng phải là con, tức là nói chung là giới giới tinh hoa, giới trung lưu. Còn ví dụ có những tình huống đã từng xảy ra là có những bác, những bây giờ phải gọi là ông và cụ, là thời đấy là con nông dân, thực sự là chân đất mắt vét luôn, mà đi học là đi chân đất. Thời đấy thì các cụ kể là các cụ cũng được hưởng một số các loại học bổng, thời đấy cũng có học bổng, thì bằng nhiều cách là được học bổng. Ví dụ có một trường hợp rất là cụ thể là đây, tôi sẽ kể, ví dụ như là tướng Trần Văn Đôn của Sài Gòn, mọi người chắc là vẫn còn nhớ đúng không? Tướng Trần Văn Đôn, ai cũng biết nhân vật tướng Trần Văn Đôn. Thì cha của Trần Văn Đôn cũng tên là Trần Văn Đôn, thực ra đấy là ông bố. Tướng Trần Văn Đôn thực ra tên là André Trần Văn Đôn, còn ông bố là một trong những bố của vị tướng ấy, là một trong những bác sĩ người Việt đầu tiên được được đỗ đạt bằng tiến sĩ tại Pháp ở Bordeaux. Thế thì cái nhân vật ông bố Trần Văn Đôn này là đúng như tôi vừa mô tả, tức là gì? Ông thực sự là một 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 cậu bé chân đất mắt toét ở ở Nam Kỳ, và ông là được một cái ông cha cố thương, bởi vì hồi đấy bố ông bố Trần Văn Đôn ấy là đi đi gọi là mò cua bắt ốc ở ven sông ấy, đúng thực sự là nghèo như thế. Thì ông cha cố nhìn thấy thương, và bởi vì thấy thằng bé này cứ ngồi đọc sách, mặc dù là mò ốc mò yếc, tức là nói chung là rất là bẩn, thế nhưng mà cũng có cầm tờ sách đọc. Thì ông cha cố nhìn thấy và thương quá thì mới hỏi là con có muốn đi học hay không, vân vân vân. Thế là đấy, thì sau đấy ông cha cố ông bảo trợ và cậu bé đấy được đi học. Thì sau này khi ông Trần Văn Đôn đấy trở thành bác sĩ thì ông đã lập ra một cái quỹ học bổng mang tên ông ý, và ông đã đầu tiên là ông trao cho con cháu trong gia đình ông ấy, và sau đấy ông có phòng mạch ở Sài Gòn, ông trở nên giàu, gia đình bắt đầu có gia thế, thì cái học bổng nó tăng dần và sau đấy nó trợ cấp cho rất là nhiều. Đấy, thì đấy là những cái ví dụ Anh và có thể giúp Phương bổ sung ngay một cái thông tin về học phí, không biết là có cần không Phương? có anh bổ trợ luôn. Ừ, thì cũng là trong cái bản thảo anh dùng thì anh tra cứu là trên cái ban lịch sử của trường đại học Y Hà Nội đấy, thì hỏi rằng là thập niên 30 ý, thì sinh viên hợp nhất năm thứ nhất qua đại học thì không hưởng bổng mà phải đóng lệ phí mỗi học kỳ 3 tháng là 19 đồng, cùng cả tiền thư viện 1 đồng và tiền thực tập 6 đồng. Như vậy hàng năm mất 76 đồng, cộng thêm 26 đồng tiền lệ phí thi, thành là tổng cộng 102 đồng. Mà những năm sau là 98 đồng. Thì cái thời giá năm 1935 thì anh cũng tra trên báo lúc đương thời thì là một tạ gạo là 4 đồng. Nghĩa là cái học phí thì cũng rất là tương đối cao đấy, chứ không phải là ít. Bởi vì chúng ta thấy là 100 đồng mà chia cho 4 đồng nghĩa là 25 tạ gạo một năm, là cũng là khá là nhiều, 25 tạ gạo là 2,5 tấn đó. Thì nhưng mà so sánh thì cũng rất là vô cùng, vì là có cái giải thưởng từ văn đoàn năm 1938 thì trị giá tới 100 đồng. Chúng ta thấy rằng là cái nói chung ấy thì nhìn vào cái cuốn Nội san của sinh viên là từ Lon Monnot này, thì ở đấy thì do đấy quảng cáo rất nhiều thứ xa hoa như là xe hơi Renault, rượu cô nhắc Hennessy, nhà hàng Tây, bảo hiểm, chuyển tiền nhà băng sang Pháp, và các dịch vụ của công sinh viên hành nghề như mở Đức Tây, dạy học thiết kế kiến trúc. Nói chung cho thấy rằng là cũng cũng có thể thấy rằng là cái mức sống của sinh viên ấy phải đảm bảo cái trang trải tương đối là cũng vất vả. Tôi cũng xin bổ sung vài thông tin ngay từ gia đình tôi, bởi vì là mẹ tôi thì là học trường bên ngoài,
Đó, nhưng mà tức là lúc ấy thì là mẹ tôi cũng kể chuyện là nếu như thi đỗ đạt bao nhiêu điểm đấy thì được vào cái chưa hệ thống trường công mà Phương nói, thì cái hệ thống đấy là miễn phí. Nên trong trường hợp mà không thi đỗ được vào cái trường công đấy thì phải đi học trường tư thì sẽ phải đóng tiền. Nó đó, thế còn bố tôi sở dĩ vào được Ambassador, nhà ông nội tôi là trung lưu, không phải là nghèo khó gì, nhưng mà cái chi phí như là Quý nói cũng là một chi phí rất là cao, cho nên là không phải là gia đình nào cũng khăn được. Và bố tôi là vì được học bổng mà vào được, chứ nếu mà là con gia đình bình thường mà không 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 đạt được điểm cao thì sẽ không vào được. Và cũng có một cái sức ép là để năm nào cũng phải ngồi lo được có học bổng, nếu như không thì tình hình nó cũng khá là gay. Vâng, thì tiếp theo xin một câu nữa để chúng ta chuẩn bị chuyển sang phần mới, đó là xin Phương hãy cho biết một cái điểm là theo cái nghiên cứu của Phương á, thì ưu điểm của nền giáo dục Pháp là gì và nhược điểm là gì, những cái nổi trội nhất thôi. Thực ra ưu và nhược chính là đỏ và đen đấy, chính là có lẽ là tôi nghĩ là không phải nhắc lại nữa rồi. Và khái niệm tôi không là trường đỏ và đen là để nói trên một cái bình diện chung. Nhưng mà nếu như xét về cái ưu và nhược điểm cho cái người dân Việt Nam thời đấy đó, chứ còn nếu mà xét theo cái gọi là tư tưởng của nhà thuộc địa thì cái đấy là chúng ta là chuyện khác. Nhưng mà bởi đây chúng ta chỉ nói là cái tác động của giáo dục Pháp ấy đến Việt Nam, thì chúng ta sẽ phải đánh giá đến cái ưu và nhược điểm đứng trên cái phương diện mà người dân Việt Nam được hưởng ấy. Thì nó có những cái tác động gì, và mình nghĩ là chẳng hạn như nếu như mà không có giáo dục Pháp chắc chắn là chúng ta không có tự lực văn đoàn. Vâng. Thế đấy, thì có phong trào thơ mới. Vâng. Thực ra là tôi chỉ nói lẩy ra hai ý quan trọng nhất thôi, còn vẫn phải để bạn đọc là tìm sách đọc, bởi vì nó sẽ cung cấp nhiều hơn. Nhiều quá, tốt. Vâng. Tức là gì, đây là mà đây cũng là quan điểm cá nhân của tôi nhá, chứ cũng rất có thể là các những người như anh Quý và chị Hạnh bằng cái quan sát, bằng cái nghiên cứu thì có thể nhìn nhận cái khác. Thì thực ra tôi nghĩ là như thế này, tôi muốn là đẩy ra chiều dài lịch sử nó rộng hơn một chút. Cái nước Pháp thời đó và cái nước Pháp bây giờ nó vẫn có một cái điểm rất là chung, cái chính sách giáo dục của Pháp ấy, dù nó là ở chính quốc hay là nó ở dục thuộc địa, thì nó vẫn rất là mạnh trong cái việc là đào tạo giới tinh hoa. Đào tạo giới tinh hoa nghĩa là gì? Nếu như tạm gọi là ưu đi, cái khái niệm này đối với tôi cũng tương đối thôi, nếu mà gọi là ưu của cái nền giáo dục thuộc địa, thì nó đã giúp đào tạo nên một cái tầng lớp tinh hoa người Việt được hấp thụ và ảnh hưởng những tư tưởng của phương Tây nói chung, chứ không phải của nước Pháp đâu, tôi nghĩ là của phương Tây, chính xác là như thế. Thì đấy, và mọi người thấy rõ rồi đấy, các vị mà được thừa hưởng cái nền giáo dục đó, thậm chí thiên kiến chính trị của các vị sau này cũng rất khác nhau, người đi theo cộng sản, người đi theo quốc gia, người thậm chí còn có một nhóm rất là nhỏ nhỏ đi theo Trotsky, vân vân, tức là nó có cả. Thế thì đấy là cái tạo nên cái tôi nghĩ là người Việt đã được thừa hưởng. Tôi muốn dùng cái từ là đấy là cái mà người Việt đã được thừa hưởng, còn ưu hay nhược thì tôi không muốn dùng cái từ đấy lắm. Còn cái nhược điểm ý, rõ nhất là gì, nếu như chúng ta vẫn khẳng định, thực ra cái con số này hoàn toàn có thể chính xác thôi, như con số khi này tôi đã đưa là gì, sau gần một thế kỷ mà vẫn có 90% người Việt mù chữ, vậy mà chỉ trừ trong vòng 3 đến 4 và căng nhất là 5 năm thôi, thì cái hội truyền bá quốc ngữ đã làm được một cái việc là xóa mù cho toàn bộ dân chỉ trong vòng có từng đấy năm. Tuy nhiên ở đây thì lại phải quay trở về cái lập luận ban đầu của chị Hạnh, chính quyền thuộc địa nó chả có nghĩa vụ gì mà phải để đào tạo đại để mà xóa mù chữ cho cả 90% dân số đấy. Thế thì là như vậy là gì, cái cách mà chúng ta nhìn về cái quá khứ này, cái di sản này, nó là gì, nó không đỏ hoàn toàn, nó không đen hoàn toàn, nó là một cái thứ màu ghi ghi xám xám, và tùy cách chúng ta đang đeo cái cặp kính nào để nhìn thấy. Và tất nhiên trong tất cả những cái hệ quả mà nó đã diễn ra tại Đông Dương thì nó hoàn toàn có những cái nguồn gốc về mặt thiết chế, về mặt chính trị và về mặt tư tưởng, nó đến từ chính quốc. Bởi vì quý vị nhớ là Jules Ferry là ông tổ của cái hệ thống trường học nước Pháp hiện nay. Nước Pháp hiện nay, các trường học của nước Pháp hiện nay vẫn là cái trường học theo kiểu nền Cộng Hòa. Thì người sáng lập nên cái đó về cả triết lý lẫn cả thiết chế, vừa triết lý và thiết chế là Jules Ferry. Thì trong một cái cuộc họp của
Quốc hội nước Pháp vào cuối thế kỷ 19. Khi mà bàn về chính sách thuộc địa thì ông này là người cổ súy cho chính sách thuộc địa, và một trong những nhà gọi là nhà viết kịch bản cho cái chính sách giáo dục thuộc địa. Thì trong cái cuộc trao đổi ở cái tầng cao nhất của thiết chế nước Pháp thì tôi nhớ không nhầm thì cái văn bản đấy nó khoảng độ 50 trang thì chỉ có 4 trang là nói về giáo dục. Thì mọi người thử tưởng tượng là giáo dục nó quan trọng như thế nào trong mắt của nhà cầm quyền. Vâng, thế thì xin phải mời chị Hạnh bổ sung thêm được không ạ? Đây, vâng ạ, vâng. Thứ nhất là một câu hỏi tôi nghĩ là rất là thú vị, bởi vì nó sẽ đưa tới một cái góc nhìn đáng định rất là nhiều chiều. Cá nhân tôi đánh giá ấy, một cách tổng quát nhất, bởi vì nói thật là đưa đến cái gì hay không đưa tới cái gì thì đúng là có rất nhiều đánh giá. Tôi cho rằng ấy, cho dù là muốn hay không muốn, cho dù là nền giáo dục đó là một nền giáo dục ngu dân để chỉ đào tạo giai cấp phục vụ hay không phục vụ, thì bản chất của nền giáo dục Pháp bị ảnh hưởng một cách sâu sắc bởi cách mạng tư sản Pháp. Và cái tư duy của cách mạng tư sản Pháp đó, điều chúng ta không phủ nhận đó là tư duy khai phóng và hệ tư tưởng tự do. Cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy là khi mà đọc cụ thể các trường hợp trong những trường học mà có rất nhiều cuốn sách viết, thì có những thầy giáo là những người thực dân thực sự. Và những người đó thì họ cố áp đặt cái hệ tư tưởng thực dân và là bắt sự phục tùng và làm giảm bớt đi yếu tố gọi là khai sáng, khai phóng và tự do của cách mạng tư sản Pháp. Tuy nhiên cũng có những người thầy trong những trường học đó, mà nếu mà quý vị có đọc những cuốn sách cụ thể thì những người thầy đó họ không phải là những người thực dân thực sự. Họ sang Việt Nam với một cái gọi là tình nguyện sang Việt Nam dạy học, và ở đó thì họ truyền bá rất là nhiều những cái hệ tư tưởng tự do đúng như bản chất mà cách mạng tư sản Pháp xây dựng nên cho nó. Cho nên là đọc, kể cả đọc những hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay là những cái đại ký của rất nhiều những người nổi tiếng khác, cũng thấy thấp thoáng những cái người thầy như thế. Và tôi nghĩ là mục đích là khác nhau, nhưng điều mà giáo dục Pháp gọi là, tôi gọi là mặt ưu điểm, bởi vì các bạn muốn hỏi nó về ưu điểm, thì tôi cho rằng là đó là một cái tư tưởng mà cho dù bản chất của nó muốn gọi là dùng những cái biện pháp gọi là hạn chế bớt đi thì không thể nào hạn chế bớt được, bởi vì bản chất của giáo dục là tự do. Người ta không thể nào bịt miệng tất cả các thầy, cũng không thể nào bắt tất cả những người thầy ở các trường Pháp phải nói những gì mà chính phủ dân mong muốn. Và tôi nghĩ đó là yếu tố, một dòng chảy nhỏ thôi, không phải là nhiều, nhưng mà len lỏi và nó tạo dần dần đó là một mạch ngầm, và nó trở thành một dòng sông lớn khi mà nó bắt gặp những người thanh niên trẻ Việt Nam trí thức, có hoài bão, có hệ tư tưởng riêng. Tất nhiên đó là một tầng lớp nhỏ như chị Phương nói, và họ bắt gặp cái mạch ngầm đó và nó biến trở thành một trong những dòng suối rồi dòng sông lớn, và hệ quả của những sự thay đổi về mặt xã hội, về những phong trào cách mạng, và cho dù là theo cách mạng hay theo cách này hay cách khác, đó là một trong những thứ mà hệ tư tưởng của nước Pháp mang lại. Cái mặt nhược điểm thì tôi nghĩ tôi lại vẫn quay trở lại yếu tố của tôi, phân tích của tôi. Cái nhược điểm mà nước Pháp mang lại cho nền giáo dục thực dân đó ấy, tôi cũng phải chia sẻ thật. Tôi vẫn quay lại luận điểm đó là họ không có nhiệm vụ gọi là phải cổ cập hóa. Họ cũng không có nhiệm vụ phải đào tạo một tầng lớp tinh hoa thực sự để sánh với họ, bởi vì các quý vị lưu ý là chính sách của nước Pháp ấy là một chính sách phân biệt chủng tộc một cách thực sự. Cho nên là không bao giờ họ mong muốn là đào tạo tầng lớp tinh hoa của thuộc địa để có thể sánh ngang với chính quốc. Điều mà tôi nghĩ giới hạn nhất mà họ mang lại ấy, đó chính là việc mà họ không đánh giá đúng, cái gọi là cái hệ tư tưởng, cái yếu tố văn hóa dân tộc, cái hệ tư tưởng nho học mà nó là một dòng chảy vô cùng là mạnh mẽ trong mỗi một con người Việt. Cho nên mà khi áp đặt vào một cái yếu tố văn gọi là yếu tố văn hóa phương Tây ấy, giáo dục phương Tây của người Pháp ấy, nó đâu đó tạo thành một xu hướng xã hội, tôi có thể gọi nó là một xu hướng đấy, mà thấp thoáng ngày hôm nay hiện đại tôi vẫn còn nhìn thấy một xu hướng xã hội mà ở đó nó biến con người ta, những người mà tiếp tu thây học nhưng mà lại theo tư duy của nho học, nghĩa là thấy Tây làm gì thì làm nấy, và nó tạo thành một tầng lớp rất khó để có thể gọi tên. Nhưng mà cái tầng lớp đó thì nó lại cũng ảnh hưởng rất lớn tới một cái xã hội hiện đại. Thậm chí cái hệ tư duy của tầng lớp đó nó ảnh hưởng rất lớn đến giáo dục hiện đại. Tôi cho rằng là nó còn là hệ quả đến ngày hôm nay. Thì nếu mà phần sau có thời gian thì chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Nhưng cá nhân tôi đánh giá về mặt khái quát thì nó có hai cái mặt ưu điểm và nhược điểm như vậy.
Dạ vâng, thì rất là cảm ơn. Thì bây giờ ở đây có một bạn có một câu hỏi mà tôi không biết được là ai trong hai diễn giả của chúng ta ở đây sẽ sẵn sàng trả lời. Tức là bạn có thể nhìn được thấy ở trên cái chat là các bạn ấy hỏi là tại sao mà lại có thể có một cái sự bản địa hóa về luật pháp của nước Pháp ở Việt Nam, nhưng lại không có sự bản địa hóa về giáo dục của Pháp ở Việt Nam được. Đấy, và mong rằng là chị Hạnh sẽ trả lời. Thế thì nhân thể thì Hạnh cũng giới thiệu luôn dùm là chuyên môn của chị là gì ấy, để cho mọi người ở đây có thể nắm được. Thấy là chắc người này có thể là một người quen cho nên là chưa gì đã thấy muốn tra hỏi rồi. Vâng, tại vì chị Ánh lúc đầu nó không cho giới thiệu đấy, chứ còn em là mong muốn giới thiệu lắm. Tại vì lúc đầu mình nghĩ là anh Bình sẽ phải lo vụ đó. Vâng. Thứ nhất là cảm ơn câu hỏi của bạn đã đặt ra, và cũng xin phép là chị Ánh là sẽ trả lời trước, rồi sau đó thì Phương có thể nêu quan điểm riêng của mình. Câu chuyện là chúng ta sẽ quay vào một khái niệm mà trong sách của chị Phương cũng có viết, mà cũng là một khái niệm tranh cãi, thậm chí là trong giới học thuật ở Việt Nam tranh cãi rất là lớn và không có đồng nhất với nhau, đó là khái niệm đồng hóa hay là khái niệm hợp tác, đúng không ạ? Chúng ta đã có rất nhiều người khi đọc tới khái niệm đồng hóa của Pháp thì nghĩ rằng là đồng hóa của Pháp ở đây ấy, là một sự đồng hóa đầu tiên là nhắc tới yếu tố văn hóa và đặc biệt là nhắc tới về mặt ngôn ngữ. Thì cũng xin thưa là yếu tố đồng hóa của Pháp ở đây, nước Pháp thì có yếu tố đồng hóa về mặt văn hóa và ngôn ngữ, nhưng mà cái yếu tố đó thì họ được áp dụng ở cái khu vực mà chậm phát triển và kém phát triển, hay nói cách khác là sơ khai hơn, đó là họ áp dụng cái điều đó ở châu Phi. Cho nên là các anh chị có thể thấy là ngày hôm nay thì cái châu Phi thuộc Pháp ấy, thì họ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Pháp, và hầu như các anh chị sẽ thấy là một cái yếu tố Pháp rất lớn ở châu Phi. Ở châu Á thì chắc chắn họ không làm được điều đó. Đó là những quốc gia châu Á, những quốc gia có nền văn minh dân tộc lâu đời, có yếu tố ngôn ngữ và văn hóa rất lớn, cho nên nước Pháp không xác định điều đó. Ở Việt Nam, ở Đông Dương là điều chắc chắn, cho nên nước Pháp mới chỉ thử dạy tiếng Pháp thôi. Đó là yếu tố mà chúng ta phải phân biệt rõ, rằng là đồng hóa mà chúng ta hiểu ở đây thì thực sự không phải là đồng hóa về mặt hoàn toàn là văn hóa, và cũng không phải đồng hóa về mặt ngôn ngữ đâu ạ. Họ không thực hiện triệt để như thế ở Đông Dương. Họ hiểu điều đó. Đồng hóa ở đây mang một ý nghĩa là đồng hóa về mặt thiết chế chính trị. Và đó là câu trả lời vì sao đối với việc thiết lập một thiết chế chính trị ở Đông Dương thì các chính phủ toàn quyền và đặc biệt là Paul Doumer đã áp đặt một thiết chế chính trị đồng hóa với ý nghĩa là phải xây dựng một chính phủ Đông Dương tương tự với một chính phủ chính quốc, nhưng không phải tương tự về mặt, tôi xin nhắc lại là không phải tương tự về mặt trình độ hay là về mặt dân tộc hay là về mặt ngôn ngữ văn hóa đâu ạ, tương tự về mặt hành chính pháp luật. Để làm gì? Để có thể thống nhất Đông Dương ba miền lại, với mục tiêu là một chính quyền mạnh thì thu thuế nó dễ. Cho nên các anh chị nhớ lại là nếu đọc cuốn Paul Doumer ấy, Đoàn quyền Đông Dương ấy, lần đầu tiên trong lịch sử mà Đông Dương không xin tiền của chính quốc, tức là thu được thuế. Trước đây thì chỉ có Nam Kỳ là giàu thôi, Bắc Kỳ, Trung Kỳ nghèo lắm. Chính khách của Paul Doumer là nộp hết, chẳng Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ không có ưu đãi gì hết, nộp hết kể cả Nam Kỳ, cho nên là tiền thuế tăng lên. Và cái đồng hóa ở đây được hiểu là đồng hóa về mặt thiết chế hành chính, cho nên đó là câu trả lời của tôi về việc vì sao luật pháp thì có thể áp dụng được, còn ngôn ngữ thì không. Như tôi nói, ngôn ngữ không phải là mục tiêu đồng hóa của nước Pháp một cách hoàn toàn mạnh mẽ ở Việt Nam giống như ở châu Phi. Và ngôn ngữ ở nước Pháp lúc đầu chỉ sử dụng là một công cụ cho một giới hạn của một cái chính quyền thực dân, thì điều này chị Phương nói rất là rõ rồi. Thì tôi xin giải thích là điều đó nó sẽ khiến thấy anh sẽ thấy là tại sao về mặt hành chính của luật pháp nó có thể áp đặt. Và đó là mục tiêu của nước Pháp, và Paul Doumer là một toàn quyền cực kỳ vững vàng để làm được điều đó. Mà về văn hóa hay về mặt ngôn ngữ thì họ không làm điều đó. Thì nó xuất phát từ yếu tố nội tại của chúng ta và yếu tố của chính quyền nước Pháp ạ. Vâng ạ. Vâng. Thế thì chị Phương có bổ sung gì không ạ? Vâng, em xin bổ sung câu hỏi của bạn đấy như thế này. Bây giờ mình zoom về cái lĩnh vực giáo dục nhé. Tức là hai cái mô hình chủ đạo của nền giáo dục thuộc địa thời đấy, đó là hợp tác và đồng hóa này. Hai mô hình này nó đối đầu nhau ở Đông Dương ngay từ cuối thế kỷ 19, tức là trong cái giới cầm quyền ý. Tuy nhiên nó đối đầu nhưng nó lại không tiệt trừ nhau. Đó, bởi vì là những cái tư tưởng thuộc địa và các chính sách áp dụng lên Đông Dương ấy thì đều viện dẫn lúc thì mô hình này, lúc thì mô hình kia, và đặc biệt là nó hai cái mô hình này được thích nghi tùy vào thời cuộc và thực tế. Đó, xong lại tùy thuộc vào sự lên chức hay là giáng chức của một ông đang ủng hộ cái này hay đang ủng hộ cái kia. Và nó tùy vào, nó thích nghi với thực tế, và cái đấy trong cái thuật ngữ khoa học ngày nay người ta vẫn dùng là cái khả năng agency,
tức là cái khả năng người người bản xứ của các xứ thuộc địa là tiếp ứng, thích ứng, thay đổi và tạo gọi là tạo tạo những cái áp lực như thế nào đối với chính quyền đó. Thế thì bây giờ tôi đưa cho bạn ví dụ, tại vì cái khái niệm bạn đưa ra, bạn đặt câu hỏi đưa ra là bản địa hóa đúng không? Thế thì trong giáo dục điều đấy là có, điều đấy là có khi mà ở cái giai đoạn 2 của thuộc địa, giai đoạn chính sách thuộc địa, chính sách giáo dục của giai đoạn 2 tôi mô tả khi nãy từ 1917 đến 1930 ấy, tức là gì? Lúc đấy hệ thống trường học nó đã ổn định, nó có đủ các cấp, nó có bốn hệ thống, thì ở đây chúng ta zoom vào cái hệ thống là hệ thống trường pháp bản xứ, tức là dành cho người bản xứ nhé. Trong đấy có dạy tiếng Pháp này, và đặc biệt là có dạy ở cấp thấp tất cả các môn học bằng tiếng bản xứ, tức là tiếng ở người Việt là tiếng Việt, ở Lào Campuchia là tiếng của tiếng Khmer. Thế thì là gì? Nghĩa là đi học ở cấp học thấp thì được học bài giảng được nghe bằng tiếng Việt. Thầy giáo là bằng tiếng Việt, à quên, thầy giáo là người Việt. Và các bạn còn nhớ là có một số vị, ít nhất là có ba ông là viết sách, như viết những cái bộ sách giáo khoa là, ôi xin lỗi tự nhiên tôi quên tên, có ba ông mà được mà trở thành biên như là công viên chức của Bộ Giáo dục, à, của Bộ Giáo dục, tức là nhà học chính thời đó ấy. Và bộ bách cái gì giáo khoa thư nhỉ, tự nhiên tôi quên mất, có ai giúp nhớ, mà bây giờ đã được tái bản đấy, thì Có văn giáo khoa thư Phương ạ. và đúng rồi đấy, đấy thì nghĩa là gì? Đã làm ra những cái bộ sách giáo khoa dành riêng cho cấp học đó, và đặc biệt có một cuốn sách trở thành bestseller của Đông Dương thời đó, là cuốn sách mà Năm bông năm hoa. năm bông hoa, năm bông hoa. Cuốn sách đấy thực ra là bắt nguồn từ một cuốn sách cực kỳ nổi tiếng ở nước Pháp. Cuốn sách đấy là Một vòng quanh nước Pháp, nghĩa là nó y như là một bản sao của nước Pháp. Là gì? Nước Pháp thời đấy thì gồm có các vùng Bretagne, vùng Alsace. Alsace là thuộc xứ Phổ, tức là của nước Đức ấy. Thì là chính quyền của nước Pháp là một chính quyền tập trung, tất cả những cái phương ngữ, các cái thổ ngữ đều bị xóa và phải dùng một ngôn ngữ cơ bản, đấy là tiếng Pháp phổ thông. Thế thì cái mô hình đấy nó cũng được lặp lại ở Đông Dương, nghĩa là gì? Phải sử dụng cái tiếng Việt, cái tiếng quốc ngữ trở thành một cái thứ văn bản, cái thứ tiếng nói chung được sử dụng trong nhà trường. Thì họ đã dựng nên một cái bộ sách đấy, lấy phiên bản từ cái cuốn bên Pháp. Và cuối cùng là gì? Lúc đầu cuốn sách đấy là chỉ là để dành cho học sinh phổ thông, nói nôm là học sinh phổ thông trong nhà trường, nhưng mà nó hay và nó đẹp quá, cuối cùng nó lại trở thành một 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 cuốn sách mang tính văn chương cho toàn xứ Đông Dương. Đấy, thì tí nữa tôi tìm được cái hình ảnh, hoặc là anh Quý, thì nhưng tôi đã chuyển ảnh cho anh Quý thì có thể share cho mọi người. Vâng, rất Đấy là một là ví dụ Phương. để cho bạn thấy. Vâng, thì có lẽ là có một cái mình đọc đâu đó được một cái câu mà mình cảm thấy rất là thú vị, tức là có người nói rằng là mẫu quốc thế nào thì thuộc địa thế đấy. Thuộc địa của Anh thì sẽ có nhiều ngân hàng, thuộc địa của Tây Ban Nha thì có nhiều kiến trúc hoành tráng, thuộc địa của Mỹ thì có nhiều nhà máy, còn thuộc địa của Pháp thì lại chỉ nhiều nhà hát với lại bảo tàng đó. Thế thì hai chị nghĩ như thế nào về cái câu gợi ý kiến này ạ? Bây giờ hai chị, có lẽ là Phương vừa nói xong, bây giờ hãy nói trước đi. Vâng, thứ nhất là em nghĩ là đó là một câu nói mang một ý nghĩa gọi là khái quát cho nó dễ nhớ thôi, cũng là một cách mà để người ta hình dung ra những cái hình ảnh thuộc địa. Nhưng mà dường như câu nói đó thì nó lại có thiếu đi một cái mảng rằng là người ta khi, em không biết cái câu nói từ đâu nhá, dụ thế cũng nghe cái kiểu nói như thế là mẫu quốc thế nào thì thuộc địa như thế. Nhưng mà hình như là cái câu nói đó thì nó lại thiếu đi một nửa ở chỗ là thuộc địa thế nào chọn một chính sách tương ứng như thế, một chính sách tương ứng như thế. Thì em nghĩ là có lẽ là phải hai bổ sung cả hai ý, ý thứ hai nữa thì nó mới ra thành được một cái đặc điểm gọi là mẫu quốc và thuộc địa, là bởi vì xưa nay chúng ta vẫn nghĩ là một nước đế quốc ấy, đến đâu ấy thì tôi thích làm gì thì bằng ý chí hay sức mạnh hay đặc điểm của tôi thì tôi sẽ làm. Nhưng mà trên thực tế diễn ra tất cả các thuộc địa thì không phải như thế. Có người thì nói là nước Anh là cai trị gián tiếp, là bởi vì ví dụ như là Ấn Độ nào là rất là tiến bộ, và so sánh với thuộc địa Pháp nào là trực tiếp, nào là khắc nghiệt. Nhưng mà mọi người lại không biết một cái hình ảnh vô cùng là khắc nghiệt là một cái thuộc địa nổi tiếng ở Anh, đó là ở Nam Phi chẳng hạn. Thế thì có thể nói là điều này để phải nói rằng là chính sách thuộc địa rất linh hoạt. Chính sách thuộc địa rất linh hoạt, và tùy từng đặc điểm ở thuộc địa thế nào thì áp đặt ở đó. Và tất nhiên cũng có những cái đặc điểm của một cái nước có đặc trưng cơ bản thì họ sẽ sử dụng cái đặc trưng đó. Còn cuối cùng ấy, nếu mà gọi là bình luận cái câu đấy thì em nghĩ thực ra ấy, nhà hát hay bảo tàng của Pháp ấy,
mà để xây ở Việt Nam ấy thì có lẽ là đầu tiên là họ xây để cho người gọi là để gọi là Pháp quản lý nước Pháp thôi, và đúng không? Và thứ hai là giữ chân những cái gọi là người thuộc địa, người thực dân mà sang thuộc địa để họ có chỗ nào đó vui chơi ngâm nghĩa giải trí để không đòi về về nước Pháp. Bởi vì thực ra mà nói thì nước Pháp là một nước không có tâm hồn thuộc địa, và cái việc mà những người thực dân sang thuộc địa là một cái điều hết sức là khó khăn cho em, nên em nghĩ là em chỉ đồng ý lại cũng một nửa với cái câu đó thôi. Vâng ạ, xin mời chị À, Phương. bạn Phương bổ sung dùng. Vâng, thực ra câu hỏi này đặt ra thì mình không biết ai là người đặt câu hỏi, nhưng mình phải có một cái nháy mắt với bạn. Thực ra cái này nó rất là cliché ấy bạn ạ. Nó chỉ là vui vui thôi, bởi vì nếu mà di sản thuộc địa mà chỉ có từng đấy thôi thì cũng buồn cho cả chính quốc lẫn sự bản xứ quá. Mình riêng riêng quan điểm này của chị Hạnh thì tôi rất là đồng tình, và chỉ muốn bổ sung thêm một ý là gì, cái việc mà xây dựng nhà hát này, trường học, ví dụ các vị bây giờ những cái di sản mà kiến trúc mà chúng ta còn nhìn thấy nhá, là các cái trường học cũ này mà bây giờ trở thành biến thành những cái trụ sở của nền hành chính quốc gia của Việt Nam, bây giờ vẫn còn sử dụng lại ví dụ thế, vân vân, thì đương nhiên đấy là họ xây ra cho người Pháp đến xứ thuộc địa. Nhưng thực ra nó cũng có một cái gọi là một 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 một, một nói thế nào nhỉ, một phiên bản y như ở chính quốc, tức là gì, cái thời thuộc địa của Pháp tại Đông Dương ấy, là nó trải qua đến, nó tương ứng với cả ba thể chế của nước Pháp, tức là từ nền Cộng hòa số 3 đến nền Cộng hòa số 5, và thậm chí ở giữa khúc đó lại còn có cả chính phủ cánh tả của nước Pháp, tức là mặt trận bình dân, nói nôm na là có bốn lần thay đổi chính phủ tại nước Pháp, thì nó vẫn từng đấy chính phủ tại nước Pháp thì vẫn cứ là một thuộc địa ở Đông Dương. Và tất cả cái việc mà xây dựng những cái bộ, tức là gì, cái trong từng đấy chính thể ấy, thì cái nền Cộng hòa thứ ba ấy, là cái nền Cộng hòa mà muốn thể hiện cái sức mạnh của một chính chính quyền tập trung, đúng theo nghĩa là chính quyền tập trung, thì một trong những cái biểu hiện đấy là gì, phải xây nên những cái công trình công cộng, nó có thể là trường học, nó có thể là nhà hát, nó có thể là trụ sở, vân vân vân, và nó phải đi theo một cái phong cách kiến trúc cụ rất là đặc thù, và nó thể hiện đấy là một cách để thể hiện sức mạnh thông qua kiến trúc. Thế thì cái điều đấy nó diễn ra y như là ở Đông Dương. Ok, đấy, vâng, cảm ơn hai bạn. Thì từ cái câu trả lời của hai bạn, mình thấy là có một người đặt một câu hỏi khác cũng rất là thú vị. Tức là vậy thì bởi vì bạn nói là thuộc địa như thế nào thì mẫu quốc nó như thế. Vậy bạn có thể cho biết là giáo dục Việt Nam thời ấy so với giáo dục Việt Nam của Pháp ở các thuộc địa khác như thế nào không? Vâng, bây giờ ở đây thì là có, thực ra là có nhiều điểm giống nhau, có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như là tôi so sánh ở ở các thuộc địa khác, ví dụ như thế này nhé, sự khác nhau nổi bật giữa Đông Dương và những thuộc địa khác của Pháp ấy, đó là ở các xứ khác thì giáo dục tư thục tôn giáo rất là phát triển. Và ví dụ như ở đấy là sự cạnh tranh giữa giáo dục theo Công giáo, theo Tin lành hay theo Hồi giáo. Đấy, chỉ riêng ở Đông Dương ấy, là con cái của giới tinh hoa được phép vào học trường Pháp, nhưng cũng chỉ giới hạn tịch kinh là 20% ở cái giai đoạn cuối thuộc địa. Còn ở các thuộc địa khác thì Pháp mở hẳn những cái trường song ngữ hoặc là trường riêng dành cho các cái chức sắc thân hào người bản xứ. Thế thì ba cái xứ thuộc địa lớn của đế chế Đông Dương, xin lỗi, của đế chế Pháp, đó là gì? Đông Dương là một, Tây Phi là hai, và Bắc Phi là ba ấy, thì có những cái điểm chung như thế này này. Điểm thứ nhất đó là đồng nhất về chính sách, về quản lý tập trung và về phương pháp sư phạm. Điểm đồng nhất, điểm chung thứ hai đó là khái niệm trung tâm và ngoại vi, tức là gì, dành cho người Pháp và người Âu, hai là dành cho người bản xứ. Lúc thì đồng hóa, lúc thì hợp tác. Và điểm chung thứ ba đó là ở đâu thì ở, đã là thuộc địa thì chỉ dạy dỗ những gì là căn bản nhất thôi, nghĩa là gì, nó nằm trong ba khái niệm, sơ đẳng là một, thiết dụng là hai, và giá rẻ là ba. Đấy, thế thì là đấy là những cái điểm chung và điểm khác giữa Đông Dương và các xứ thuộc địa khác. Vâng, chị Hạnh có bổ sung gì không ạ?
Không, cá nhân tôi thì nghĩ là thực ra mà nói thì đối với thực địa Pháp thì Đông Dương cũng có những đặc trong thuộc địa của Pháp thôi thì Đông Dương cũng có những cái đặc điểm riêng biệt của nó, mà tôi nghĩ là những cái đặc điểm riêng biệt điểm chung thì chị Phương có nói rồi, tôi nghĩ là đặc điểm riêng biệt của nó nằm ở chính bản thân sự đặc biệt của Đông Dương. Và chính cái sự đặc biệt của Đông Dương đó cho nên là cái giáo dục của Pháp đối với Đông Dương ấy, nó như chị Phương đã trình bày, nó chia rất nhiều giai đoạn, nó là một sự tính toán, sự bước tiến rồi lại bước lùi, thành lập viện đại học rồi lại lùi bước, tức là làm cái sự rất là khó khăn. Và tôi nghĩ điều đó nó không phải đến từ chính sách của Pháp đâu, mà nó đến từ yếu tố bản địa, tức là yếu tố của Đông Dương rất là lớn, nó khiến nước Pháp bắt buộc phải có những cái chính sách khác biệt hơn so với thuộc địa khác, và đó cũng là một cái điều mà hết sức là đau đầu của nước Pháp khi mà họ bàn tới câu chuyện Đông Dương. Thì tôi chỉ xin bổ sung như thế. Vâng, Dạ vâng. chính Thế xác. thì Và tôi chỉ bổ sung một ý là gì, tại vì chúng ta đều nhắm đến cái sự đặc biệt của Đông Dương, đó là đào tạo giới tinh hoa bản xứ. Thế thì trong tất cả các xứ thuộc địa của Pháp, chỉ có Đông Dương là nơi có trường đại học thuộc địa, là nơi duy nhất có trường đại học thuộc địa. Nghĩa là gì? Những người Bắc Phi, những người Tây Phi mà muốn đi học đại học ấy, thì phải sang nước Pháp, trong khi người Việt mình có thể đi ra Hà Nội, tức là người Lào, người Việt và người Campuchia muốn học thì có thể đi đi ra Hà Nội là học được. Thì đấy, cái chính sách của Pháp ở Đông Dương nó là như thế. vâng, thế thì hai chị có thể cho biết được rằng là cái giáo dục của Việt Nam thời Pháp thuộc thì khác gì với giáo dục của Pháp thời đấy ở nước Pháp, ở chính quốc? Bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự gọi là thực dân hay không thực dân một khía cạnh nào đấy trong cái việc là nếu như họ có những chính sách giáo dục giữa chênh lệch giữa thuộc địa và mẫu quốc thì nó có gì là khác biệt hay không? Đương nhiên là khác biệt, đương nhiên là khác biệt, bởi vì nó khác biệt từ chính cái vị thế của từng con người, của công dân. Người Việt trong mắt người Pháp lúc đó là dân bị trị và là ở xứ thuộc địa, thì cái sự khác biệt nó đến từ cái yếu tố đó. Tuy nhiên nó lại có một điểm tương đồng, và như tôi dùng từ nãy đến giờ cái thuật ngữ là copy, phiên bản. Phiên bản copy là gì? Nước Pháp mà khi tiến hành chinh phục thuộc địa tại Việt Nam là nước Pháp cuối thế kỷ 19, đấy là một cái thứ thuộc địa mà tư bản, một đế chế tư bản thuộc địa. Thế thì tại nước Pháp đang làm được, nước Pháp đang làm cái gì? Nước Pháp lúc đấy là thua thua Phổ xong rồi này, xong lại cạnh tranh về mặt kinh tế và thương mại với cả Anh và Hà Lan, tức là nước Pháp đang muốn lấy lại vị thế là cường quốc của mình, cường cước trong cái vị thế là vừa tư bản mà vừa xâm chiếm thuộc địa. Để lấy lại được vị thế thì nước Pháp phải dồn sức, thứ nhất là chính quyền tập trung, một chính phủ tập trung, nghĩa là tất cả những nước Pháp nó rất là rộng và nó có nhiều ngôn ngữ khác nhau, có tiếng Bretonne, tiếng tất cả, rồi tiếng Alsace, là mỗi vùng miền có một thứ tiếng. Thế thì chính phủ nước Pháp thời đấy là gì? Nói rằng là cái bọn mà ở xa ấy, bọn ở đường biên ấy, là bây giờ phải quy chúng nó về hết để dễ quản lý, đúng theo cái kiểu là tập trung để mà quản lý. Thế thì nghĩa là gì? Cụ thể là trường học của Pháp thời đấy là gì? Rất là đầu tư về tiểu học, bởi vì là muốn phổ cập toàn bộ quốc toàn, tức là trẻ con người Pháp là bắt buộc phải biết nói tiếng Pháp, chứ không cho chúng nó nói tiếng phương ngữ nữa. Đó. Và phổ cập, càng phổ cập cấp 1 càng rộng, càng đông bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi đấy chính là cái công dân tương lai của một nước Pháp tập trung. Thế thì cái việc đấy, khi mà người Pháp, mà cái ông tổ và ông cha đẻ của những cái tư duy đấy và chính sách đấy chính là Jules Ferry, và ông đấy lại là một người ủng hộ chính sách thuộc địa, cho nên ông ấy đã gián tiếp, ông ấy tác động lên về mặt tư tưởng cho những cái người đi thực dân, là cái điều đấy nó cũng thể hiện ở Đông Dương. vâng, thế ý kiến của chị Hạnh như thế nào ạ? Tôi bổ sung thêm một điểm, tôi nghĩ là tôi cũng quay luận điểm của chị Phương ấy, là luận điểm của nước Pháp sau mà thất bại Pháp Phổ ấy. Nước Pháp trước đó thì có một cái yếu tố tinh thần có thể nói là tự hào rất là lớn. Sau thất bại Pháp Phổ thì nói thật là có một sự suy sụp về mặt tinh thần của người Pháp, phải nói là như thế. Chấn động rất lớn trong người Pháp, và họ nhìn ra một điều là chỉ có thuộc địa mới giúp họ có thể lấy lại sức mạnh cũng như là danh dự của nước Pháp mà lúc đó đã rất gọi là rất suy sụp rồi khi trong sự thất bại đó. Thì tôi nghĩ tư duy đó của những người thực dân mang tới Đông Dương. Cho nên về mặt bản chất thì người ta nói rằng giáo dục của Pháp được phổ biến tới thuộc địa, nhưng mà cái cách mà cái tư duy áp đặt tới thuộc địa là một cái tư duy của những người thực dân ấy, đó là họ vừa có lòng, có một cái sự biết nói thế nào nhỉ, lòng kiêu hãnh bị tổn thương của một quốc gia mà bị
bại trận, không thể gượng dậy ở châu Âu nữa, cho nên buộc phải tìm kiếm sức mạnh thuộc địa. Bởi vì trên thực tế tôi xin nhắc lại là người Pháp không như người Anh. Người Pháp không coi trọng sức mạnh thuộc địa lúc ban đầu, chỉ đến khi mà không còn sức mạnh ở lục địa châu Âu nữa, họ mới nghĩ điều đó. Cho nên ấy, tâm lý của những người thực dân mà áp đặt chính sách ở Đông Dương, cá nhân tôi nghĩ thôi, bởi vì tôi từ ngành của tôi suy ra, thì điều này thì cũng không phải là có nhiều nghiên cứu. Tôi cho rằng là ở đó nó có những dấu ấn về mặt tâm lý của một người. Người ta thực sự là có một cái sự gọi là thất vọng rất lớn và xấu hổ với sự gọi là mất mát đi danh dự của mình. Nhưng khi mà phải dùng sức mạnh thuộc địa để cứu vãn danh dự đó, thì họ lại luôn muốn áp đặt ở thuộc địa một cái tư duy theo kiểu là họ là cao quý, họ là nhất, và thuộc địa nhất định là phải kém hơn. Nói cách khác là quý tộc nhưng mà lại suy sụp rồi, nhưng mà lại lòng kiêu hãnh quý tộc thì lại vẫn muốn giữ. Và vì thế thì chính sách đó thực sự rất khốc liệt ở Đông Dương. Tôi nhìn nhận điều đó rất khốc liệt. Tùy thì có toàn quyền họ bớt cái điều đó đi thì họ có chính sách tốt, còn lại thì có những toàn quyền có chính sách rất khốc liệt. Và bản thân mỗi một người thực dân thì có rất nhiều người thực dân có kiểu cách đối xử đó. Tôi phải dựa vào anh, nhưng mà tôi lại không muốn để anh biết là tôi phải dựa vào anh, vì tôi yếu thế rồi. Và vì thế tôi càng tỏ ra là tôi sẽ phải là thượng đẳng hơn anh và lớn hơn anh. Thì tôi nghĩ điều đó có tác động cái tâm lý đó của người Pháp. Và ở nước Pháp thì chắc chắn không bao giờ áp dụng được điều đó với giáo dục. Nó chỉ có thể đổ xuống thuộc địa thôi. Mà Đông Dương là một ví dụ. Vâng, tôi xin hết. Vâng.